Mình chào các bác trở lại với dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa. Hôm nay rất vui xin chia sẻ với các bác, đây là củ ba kích tím nhé. Đây, ba kích tím này đã được tách bỏ cái lõi rồi, bỏ tim rồi. Đây, màu rất tím. Đây là ba kích của vùng Quảng Ninh nhé các bác nhé. Với cái hàng ba kích tím tươi này thì các bác mang về ngâm rượu. Cứ 1 kg các bác ngâm 3 đến 4 lít rượu cho em. Nồng độ rượu từ 40 đến 45 độ là thích hợp. Các bác lưu ý với những cái hàng tươi này này, các bác nên ngâm cái rượu có nồng độ cao một chút, gọi là rượu mạnh ấy, thì nó đảm bảo cái việc là nó nhanh chín củ ba kích này, dược chất tiết ra nhanh này, đồng thời nó không gây hỏng cái đồ ngâm. Và khi mà chúng ta uống ấy thì nó không bị nhạt rượu. Còn nếu các bác ngâm rượu nhẹ quá ấy, thì sau này uống nó sẽ bị nhạt. Bởi vì là cái nhựa cái củ ba kích này nó sẽ tiết ra thì đồng thời nó sẽ làm cái nồng độ rượu nó giảm xuống. Thì nếu mà các bác có nhu cầu về cái hàng tách sẵn này, các bác không có thời gian để tách thì bên Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa sẽ làm sẵn để gửi cho các bác. Với cái hàng này thì bên Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa sẽ gửi cho một bác tên là bác Thiêm ở trong miền Nam. Thì các cái đơn hàng trong miền Nam thì bên nhà Ngọc Hoa sẽ gửi chuyển phát nhanh, tức là hàng đi máy bay. Cước nó khá là cao đấy, tuy nhiên là nó nhanh, đảm bảo cái việc là tới tay khách hàng là an toàn tuyệt đối nha các bác nhé. 1-2 ngày là tới tay khách hàng rồi. Còn nếu mà các bác mà ở ngoài Bắc ấy, thì nhận hàng rất là nhanh nhé các bác nhé. Nếu mà các bác cần thì có nhu cầu thì liên hệ với Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa qua số điện thoại là 0984 944 365 hoặc 0962 300065. Các bác có thể kết nối qua Zalo nhé. Thì các bác sẽ được hướng dẫn cái cách ngâm rượu này, cũng như là các bác sẽ được chia sẻ những cái kinh nghiệm của bên em trong hơn 10 năm qua kinh doanh các cái mặt hàng dược liệu của vùng núi Tây Bắc nói riêng và vùng núi phía Bắc nói chung. Ba kích tím thì được sử dụng rất là phổ biến hiện nay, dành cho những người bị yếu sinh lý, những người đau xương, đau khớp, những người xuất tinh sớm, những người mộng tinh, di tinh, những người hiếm muộn. Và được sử dụng làm đồ nhậu rất là ngon nhé các bác nhé, uống rất là thơm, bởi vì là nó là một trong những dòng sâm khá là hay hiện nay. Với các bác có nhu cầu thì cứ đặt hàng liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, thì bên Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa sẽ cung cấp đến tận nhà cho các bác để các bác có những cái mặt hàng tốt nhất để sử dụng. Cái ba cái tím này ngâm rượu thì sau khi các bác ngâm tầm độ nửa tháng đến 20 ngày các bác quấy đều huỳnh lên thì màu tím nó sẽ tím đều và nó sẽ tím ngắt trong vòng tầm 1,5 tháng trở ra nhé các bác nhé. Nếu mà ở miền Bắc có mùa đông ấy, thì nó sẽ chậm tím hơn, còn nếu mà mùa hè thì nó sẽ nhanh tím hơn các bác ạ. Thì với cái hàng ba kích tím này thì các bác ngâm rượu thì cứ kiên trì, kiên nhẫn, đợi trong vòng khoảng độ 2 tháng trở ra thì hãy sử dụng thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì ba kích là một trong những dòng người ta gọi là sâm ba kích, hay là rễ ba kích, hay củ ba kích, dây ruột cải đều là một. Thì trên thị trường có rất là nhiều cái mặt hàng hiện tại đang bán giả là củ ba kích, cho nên các bác hãy để ý nhé, hãy lưu tâm. Có rất nhiều mặt hàng người ta bảo là đấy là củ ba kích rừng này rừng kia, nhưng mà thực tế là không phải ba kích đâu. Cái củ nhất là cái củ mà có cái vỏ màu tím ấy, như các bác đang nhìn trên màn hình ấy, đấy gọi là củ viễn trí nhé, không phải củ ba kích đâu. Nhiều nơi họ bán họ bảo là ba kích rừng Sapa, nhưng đâu có phải, đấy là củ viễn trí nhá. Tất nhiên củ viễn trí vẫn sử dụng được, nhưng mà ngâm rượu nó sẽ ra màu đỏ đỏ và uống nó ngăm ngăm, nó không được thơm ngon như cái củ ba kích tím chuẩn này nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn cái ba kích tím chuẩn này, vỏ nó như là màu đất này. Đấy, vỏ nó như màu đất này, và cái lõi này nó hơi ngả tím một chút này. Nó hơi ngả tím một chút thôi nhá các bác nhá, nó không phải là cái vỏ màu tím ngắt như cái củ viễn trí đâu. Đây, loại nó hơi ngả tím này. Các bác ngâm cái hàng này thì nó sẽ chuẩn và nó sẽ rất là thơm, ngon, uống thích lắm các bác ạ. Nếu mà các bác cần thì cứ nhấc điện thoại lên, liên hệ Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa qua số điện thoại 0984 944 365 đang hiển thị trên màn hình nhé các bác nhé. Các bác có thể kết nối Zalo để chúng ta tiện trao đổi, giao dịch nhé các bác nhé. Bên cạnh đó thì bên em có cái sâm cao đỏ này. Đây, sâm cao đỏ cũng đang đóng hàng để gửi cho bác Thiêm. Sâm cao đỏ này thì có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe của con người. Nó giúp bổ thận, tráng dương, khỏe xương khớp, nó cũng giống như ba kích ấy, nó rất là tốt. Đây, củ sâm cao đỏ này đây là hàng chọn nha các bác nhá. Để ngâm lên bình đỏ chót rất là đẹp. Quay trở lại cái ba kích tím này thì nếu các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ bên em nhé.
bên em sẽ đóng hàng gửi cho các bác mọi miền tổ quốc luôn, mọi miền tổ quốc nha các bác nhé. Xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh của Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa và nhấn thích video để theo dõi những video hướng dẫn cách ngâm rượu của các cái sản phẩm của vùng núi Tây Bắc nha các bác nha. Xin cảm ơn các bác.